Chúng tôi đang cùng với các cán bộ của trạm y tế thị trấn Nhà Bè đến tận một cái khu dân cư để mà test Covid cho gia đình, một cái gia đình mà có một ca dương tính, tức là những người là thuộc diện F1. Nếu như trước đây cái việc mà xét nghiệm Covid được tiến hành trên diện rộng với tất cả mọi người thì nay các đối tượng đã được hạn chế lại rất nhiều. Rất may là cả 3 trường hợp F1 ở gia đình này đều có kết quả âm tính. Ngành y tế vẫn trăng dây và để biển thông báo, nhưng chỉ duy nhất gia đình này chứ không liên quan đến các hộ bên cạnh. Khác biệt rất nhiều so với giai đoạn mà các bác sĩ gọi là đánh cộng đồng như trước đây. Đánh cộng đồng như vậy thì thật sự thì nó rất là hao phí cái nhân lực rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà gần đây thì theo cái chủ trương của thành phố đưa ra thì mình thấy cái này nó rất là hiệu quả. Là tại vì cách ly một người test dương trong cái hộ gia đình đó thì mình cách ly nguyên một cái hộ gia đình đó. Thì cái hộ gia đình đó sẽ hạn chế tiếp xúc lây lan rất là nhiều người xung quanh. Thì theo tôi thấy thì với một cái biện pháp hiện tại thì rất là ổn. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine cho hầu hết người dân, các ca bệnh nếu có, đa phần đều không nặng. Những điều chỉnh này được cho là hợp lý. Tuy nhiên, cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào việc người dân tiếp tục cẩn trọng, không lơ là ý thức phòng dịch. Khi người dân người ta đã đi ra ngoài rồi, thì khi mắc bệnh, có những người có triệu chứng, thì họ sẽ báo ngay, còn những có người không có triệu chứng, thì mang cái mầm bệnh này nó sẽ phát tán đi lung tung ra mọi nơi, thì có thể là bệnh nó sẽ lan tràn vào thêm. Tuy nhiên nếu như có sự trung thực của người dân và thông báo kịp thời thì chúng tôi sẽ khống chế và dập dịch sẽ kịp thời hơn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố sẽ không xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân ở phường xã nữa, mà dự định xét nghiệm với tỷ lệ 4/1000 dân. Như vậy thì với 10 triệu dân, mỗi ngày thành phố sẽ xét nghiệm khoảng 6000 mẫu, tập trung vào người dân ở 4 nhóm địa bàn nguy cơ, gồm các cơ sở y tế, ổ dịch cộng đồng, nơi tập trung đông người như là siêu thị, nhà máy, xí nghiệp. Và nhóm thứ tư là những người đến từ vùng dịch.